Xin chào anh em. Như vậy là chúng ta đã trải qua 3 số Q&A và hôm nay là số thứ 4. Để đặt câu hỏi cho team mình thì anh em sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là vào thứ 7 hàng tuần, bên mình sẽ đăng một cái poster bên tag cộng đồng. Anh em hãy đặt câu hỏi đấy đến hết thứ 2 tuần tiếp theo. Cái cách thứ hai là anh em có thể tham gia cái group trên Facebook là Thế Giới Cầu Lông. Ở đó thì ngoài việc đặt câu hỏi, anh em có thể chia sẻ cái quan điểm của anh em về cầu lông với tất cả mọi người. Chúng ta cùng bắt đầu Q&A số ngày hôm nay bằng câu hỏi của bạn Hoài Phong. Sự khác nhau giữa các dòng vượt cao cấp đến từ Li-Ning, Mizuno, Victor và Yonex là gì? Với mình, sự khác nhau giữa các hãng đó chính là về công nghệ. Và công nghệ của vượt cầu lông thì chắc chắn đấy sẽ là công nghệ carbon. Vì mỗi một hãng sẽ có đội ngũ nghiên cứu cũng như là đội ngũ phát triển sản phẩm khác nhau. Chính vì vậy mà công nghệ của nó cũng khác nhau. Và về công nghệ carbon thì mình đánh giá cao nhất là Yonex. Câu chuyện phía sau sự thành công của họ chính là sự thành công khi tạo ra vật liệu carbon riêng. Trước đây khi vượt cầu lông còn là vượt gỗ, rồi thì vượt gỗ thân thép. Các hãng châu Âu như là Wilson, Bry, Dunlop, họ nắm thị phần và Yonex là một công ty tạo nên sự thay đổi trong thế giới cầu lông khi họ ra mắt cái cây vượt carbon với chữ T đúc liền đầu tiên. Và từ đó thì vượt cầu lông nó sẽ nhẹ hơn, tốc độ cầu cũng nhanh hơn và Yonex bắt đầu chiếm được thị phần từ đấy. Và họ cũng có một công ty chuyên nghiên cứu về các vật liệu carbon tên là Toray. Ngoài sản xuất các vật liệu carbon liên quan đến vượt cầu lông thì họ cũng sản xuất rất nhiều các sản phẩm bán cho các công ty chuyên về sản xuất máy bay cũng như là các siêu xe. Và công nghệ carbon thì mình nghĩ hai công nghệ tạo nên sự khác biệt cho Yonex đấy chính là Nanometrics và Nanoscience. Hai công nghệ này thì giúp cho cây vợt của Yonex có khả năng chống rung cũng như là trợ lực rất là tốt. Nói theo cách dễ hiểu hơn thì nó triệt tiêu được các dao động ngang, giúp cầu đi chính xác theo ý đồ của người đánh hơn. Victor thì họ không nghiên cứu được cái công nghệ nào để đối trọng được với Yonex. Chính vì vậy mà họ đi theo hướng là họ mua lại một công nghệ của một hãng khác. Và đây là họ mua lại công nghệ Profit của Mitsubishi. Tuy nhiên thì cái công nghệ Profit của Mitsubishi này mình đánh giá nó vẫn chưa thể hoàn thiện bằng được cái công nghệ của Yonex. Cụ thể là anh em có thể thấy được là trong một số tình huống anh em đập cầu, anh em muốn cầu nó đi thẳng vào biên thì khả năng nó đi lệch vào trong hay là lệch ra ngoài một chút khá là cao. Và một số trường hợp thì ví dụ anh em muốn ấn quả cầu xuống thì quả cầu nó cứ bay là và có khi là nó bay ra ngoài. Với Mizuno thì cái mảng cầu lông của họ thì còn khá là non trẻ. Mình chỉ nói là mảng cầu lông thôi bởi vì tập đoàn Mizuno thì họ thành lập từ những năm 1890. Còn mảng cầu lông thì khá là mới, được thành lập bởi một kỹ sư của Yonex tách ra và sang phát triển. Chính vì vậy mà công nghệ của họ thì cũng chưa có nhiều. Và thời gian đầu thì họ cũng chỉ gia công bên Trung Quốc. Mới thời gian gần đây thì chúng ta mới thấy các cây vượt made in Japan đến từ Mizuno. Với Li-Ning thì họ cũng chỉ mới thành lập từ những năm 1990 bởi ông Li-Ning, người cùng tên với cái thương hiệu này luôn. Ông ấy là một vận động viên thể dục dụng cụ và sau khi nghỉ thi đấu thì ông ấy chuyển hướng sang kinh doanh. Và ban đầu Li-Ning cũng chỉ là một nhà phân phối cho một hãng của châu Âu. Sau khi được sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc để muốn tạo nên để muốn các vận động viên tham dự Olympic của mình được mặc các trang phục đến từ nước mình sản xuất, nên là Li-Ning có sự phát triển khá là nhanh. Và sau một thời gian thì họ phát triển ra nhiều môn thể thao khác, trong đó có cầu lông. Tuy nhiên thì vượt cầu lông Li-Ning ban đầu thì họ chỉ sản xuất được những cái vượt 3U là chủ yếu. Thi thoảng có cây 5U mà chúng ta không thể thấy cái vượt 4U. Vượt Li-Ning thì ban đầu thì khá là cứng và nặng nên là khá là khó chơi. Sau khi mua lại Carson với nhiều bằng sáng chế thì họ đã có bước tiến dài hơn ở mảng cầu lông. Và thời gian gần đây thì anh em cũng có thể thấy được là từ dòng Caliba thì chúng ta đã thấy các cái vượt 4U đến từ Li-Ning. Đó là quan điểm cá nhân của mình về các hãng vượt. Câu hỏi thứ hai đến từ bạn Hoàng Vũ. Mong anh trả lời em đặt câu hỏi từ tuần trước nhưng chưa được trả lời ạ. Anh có thể so sánh cây Caliba 9
100C và cây 88D Pro với hai mức cân là 3U, với hai mức cân là 3U và 4U không ạ? Cây Calibre 9900C, cây Calibre 900C là đàn anh của cây Aronal 9000C hiện tại, và nó cũng có thiên hướng gần giống như cây Aronal 9000C, đấy là khả năng control, công được thủ được, nó không có cái điểm nào quá nổi bật, và nó chỉ có một thông số duy nhất, đấy là thông số 3U. Còn cây 88D Pro thì nó nhẹ đầu hơn cây Calibre 900C một chút, và độ cứng thì nó gần như tương đồng. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ thiết kế giữa mặt vợt, thân vợt và cán vợt thì nó thiên hướng tấn công hơn một chút, và nó thiên hướng tấn công ở nửa sau cuối sân, và nó có cả hai phiên bản là 3U và 4U như bạn hỏi. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Đức Anh Nguyễn. Cây 88F Pro của em gặp vấn đề thời gian đứt lưới rất nhanh. Dù rằng mới mua, gen vẫn còn rất mới. Em đang cước 65 ti, mức căng là 11 kg. Thường em đánh 5 ngày 1 tuần và sau 2 tuần thì nó sẽ đứt. Lạ là khá nhiều bạn trong câu lạc bộ của em cũng bị, dù không căng ký quá cao. Shop có thể đưa ra một số giả thuyết về bệnh này và cách khắc phục tạm thời được không ạ? Thanh shop. Bạn đánh 5 buổi 1 tuần và khoảng 2 tuần thì tương đương với khoảng 10 buổi. Như vậy là cái giả thiết do người đan lỗi. Giữa cuộc trò chuyện của bạn với một bạn khác ở phần bình luận thì mình thấy giả thiết này thì chưa được hợp lý lắm, và mình cũng không biết được bạn đang ở shop nào, người đang là ai. Tuy nhiên nhưng mà để đổ lỗi cho họ thì hơi oan cho họ quá. Có một số nguyên nhân để chúng ta có thể đưa ra được cái nhận định là cước đứt là do đâu. Cái đầu tiên là do nơi bạn sinh sống. Ví dụ như bạn đang sinh sống ở các khu vực phía Bắc thì với mùa đông này thời tiết hanh khô, thì cái việc cước nhanh đứt hơn các mùa khác cũng như là cầu nhanh gãy lông hơn là chuyện bình thường. Đấy là một nguyên nhân do có thể là do thời tiết. Thứ hai là có thể là do cách bạn đánh. Nếu bạn là một người thích chém cầu, thích chặt cầu thì cái cước nó nhanh đứt hơn hẳn so với những người mà thích đánh tấn công. Nghe thì có vẻ nó hơi ngược, tuy nhiên thì những người mà thiên đánh tấn công, họ đập nhiều thì họ cước sẽ không nhanh đứt bằng những người mà hay chém cầu và cài cầu nhiều. Bởi vì khi anh em chém cầu thì cái ma sát giữa cái đế cầu và cái mặt lưới nó sẽ nhiều hơn hẳn, và nó sẽ nhanh làm cho cước bị sờn hơn khi anh em đập cầu, cái tiếp xúc cầu nó ở vị trí thẳng. Cái lý do thứ ba mà cước có thể nhanh đứt đấy là do người đan hoặc do lỗi của cước. Người đan thì có thể là lỗi do là kẹp quá chặt thì nó làm cước bị nát, hoặc là cái kẹp nó sẽ gây ra hiện tượng là xước của cước. Còn với lỗi của cước thì có thể là cước bị lỗi hoặc cước để lâu quá nó khô. Trước đây thì mình cũng không biết là cước có cái thời gian sử dụng, thời gian có hạn sử dụng. Tuy nhiên thì một thời gian mấy năm trước thì có một đợt là cước nội địa Nhật về Việt Nam khá là rẻ. Nó chỉ bán ngang bằng với cước mã FP. Sau một thời gian rất là dài thì mình mới tiếp cận được thông tin, thì được biết là cước đấy là cước sắp hết hạn ở bên Nhật, và được hãng gửi cho các nhà phân phối để tặng kèm với khi bán vợt để đẩy hết đi cho nhanh. Tuy nhiên thì về Việt Nam thì được bán với giá rẻ hơn khá là nhiều. Và cái cước này thì thường nó sẽ khô và độ bền của nó chắc chắn sẽ không thể bằng được với cái cước mới hơn. Vậy làm thế nào để biết được cái cước bị đứt do lỗi của người đan, lỗi cước hay là do chúng ta đánh? Thì cũng không có gì quá cao siêu. Với cái lỗi của người đan hay là lỗi ở cước thì khi đan xong anh em hãy xem lại hết mặt một anh em hãy xem lại hết một lượt cái mặt vợt của anh em, xem nó có vị trí cái cước nào nó bị kẹp chặt quá, nó bị nát và nó bị sờn hay không. Thì sau khi đánh 1-2 buổi mà nó đứt thì cái vết ở những cái vị trí mà bị sờn đấy thì chắc chắn là do lỗi của người đan. Còn với anh em đánh bình thường thì sau mỗi buổi đánh anh em hãy kiểm tra lại cái mặt vợt. Anh em hãy để ý ở những cái điểm vị trí giao giữa hai dây ngang và dây dọc, ở những cái vị trí điểm ngoặt sweet spot, điểm vị trí trung tâm này. Thì vì những cái vị trí đấy chúng ta đánh cầu vào nhiều nên là cái ma sát của hai sợi cước nó sẽ nhiều hơn, và chúng ta sẽ nhìn thấy được là các cái vết sờn của sợi cước ở những vị trí đấy. Và sau một thời gian anh em cũng thể thấy được cái sợi cước nó sẽ bị mòn dần và nó sẽ bị đứt. Và cuối cùng thì anh em có thể nhìn cái
cái vết đứt của cái sợi cước đấy anh em có thể phân biệt được là do người đan lỗi hay là do cước, hoặc là do anh chúng ta đánh một thời gian nó tự mòn và nó đứt. Là khi mà cái sợi cước mà bị lỗi hoặc là người đan lỗi thì là cái vết đứt ấy nó thường là nó rất là sắc. Còn cái khi mà anh em đánh một thời gian nó đứt thì cái vị trí vết đứt thì nó sẽ bị tầy cái đầu và nó xù nhiều ở cái đầu hơn. Đó là cách mình vẫn hay dùng để nhận biết được cái cước đấy là đứt do lỗi của mình đan hay là do lỗi hay là do đánh một thời gian, mọi người đánh một thời gian nó tự đứt. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Vũ Đình 2. Sự khác biệt giữa dòng vượt cao cấp, dòng vượt sơ cấp, trung cấp có thực sự lớn hay không? Mong được ad trả lời. Với mình sự khác biệt này khá là lớn. Bởi vì các hãng thường họ quan tâm phát triển tới các dòng vượt cao cấp với các công nghệ cao cấp. Nên là khi họ sản xuất ra các vượt cao cấp thì đồng thời họ cũng sản xuất ra các cái vượt ăn theo. Ví dụ như vượt trung cấp và vượt giá rẻ. Về màu sắc thì anh em có thể thấy nó gần giống như thế, hay tên nó na ná như nhau. Tuy nhiên thì về ngay cái bề ngoài, về cái nước sơn và cái sự trau chuốt bên ngoài thì chúng ta sẽ không thấy được sự cao cấp từ các cây vượt trung cấp và các cây vượt giá rẻ. Về phía bên trong thì họ không sử dụng các cái vật liệu carbon cao cấp và các công nghệ cao cấp mà họ nghiên cứu được, mà nó chỉ có hình dáng giống ở phía bên ngoài thôi. Anh em có thể nhìn thấy ví dụ như là Zonex thì họ rõ ràng có ba cái dòng vượt, đấy là dòng vượt cao cấp sản xuất ở Nhật Bản, dòng vượt trung cấp thì sản xuất ở Đài Loan, và dòng vượt giá rẻ thì họ thường gia công ở bên Trung Quốc. Và ngoài ra thì họ còn có những cái dòng vượt mà họ nhượng quyền cho các nhà phân phối để tự nghiên cứu, tự thiết kế và tự sản xuất. Chính vì vậy mà với mình thì sự khác biệt của ba cái dòng vượt cao cấp, trung cấp và giá rẻ thì nó khá là lớn. Với mình thì mình vẫn khuyên anh em là với các cái dòng vượt giá rẻ thì anh em nên mua các thương hiệu nhỏ hơn một chút, bởi vì cái thương hiệu họ nhỏ nên họ sẽ bán rẻ hơn, trong khi chất lượng vượt nó tốt hơn. Còn với các thương hiệu lớn thì cái dòng vượt giá rẻ họ bán giá thì nó vẫn hơi tương đối cao một chút, trong khi cái chất lượng thì nó chưa chắc đã bằng được các cái dòng vượt của các hãng giá rẻ. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Vua Giải Trí. Anh cho em hỏi giữa 99 Pro và 100ZZ, cây nào đầm, cứng và khó chơi hơn ạ? Em cảm ơn. Với hai cây vợt này thì mình đã có, trên kênh của mình đã có cả bài đánh giá chi tiết từng cây và có cả bài so sánh giữa hai cây này với nhau. Chính vì vậy mà bạn nên xem lại cái video trên kênh của mình đã có để có cái nhìn chi tiết hơn. Chứ bây giờ mình nói ở đây một vài yếu tố nó cũng không thể tổng quát hết được cái sự khác nhau giữa hai cây vợt này. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Long Nguyễn. Bạn tư vấn những cây vượt Zonex tương tự như cây Dura Z-Chai đi ạ. Với Zonex có một cái hay là họ không sản xuất một cây vượt nào giống một cây vượt nào. Anh em có thể thấy về trọng lượng cũng như là cái chiều dài cái vượt nó gần như là tương đồng, nó không có sự khác biệt. Tuy nhiên họ chỉ thay đổi cái tỷ lệ giữa mặt vượt, khung vượt và cán vượt thì nó sẽ tạo nên các cây vượt khác nhau, và không có một cây nào giống cây nào. Chính vì vậy bạn hỏi mình một cây vượt gần tương tự như cây Dura Z-Chai thì mình nghĩ là Zonex không có một cây nào để đáp ứng yêu cầu của bạn. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn giới thiệu với bạn hai cây vượt nó gần tương tự như vậy. Thứ nhất là cây Narrowray Z-Speed và cây thứ hai là cây Atrox 100ZZ. Với cây Nano Z-Speed thì nó sẽ nhẹ đầu hơn một chút, còn với cây 100ZZ thì nó sẽ nặng đầu, nó thiên công hơn cây Dura Z-Try của bạn một chút. Hy vọng câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho bạn. Câu hỏi đến từ bạn Tiến Chi Vi. Anh cho em hỏi, em đang chơi cây Mizuno 10 Power, bây giờ em muốn chuyển qua dòng Atrox 88D thì nên dùng bản 2018 hay 2020 ạ? Em không thích bản Pro. Câu hỏi này thì mình khuyên bạn nên chuyển sang cây Atrox 88D 2018, bởi vì cái độ cứng và độ nặng đầu của cây Atrox 88D 2018 nó sẽ gần tương đồng với cây Power, cây 10 Power.
Còn với cây Atrox 88D 2020 thì nó sẽ dẻo hơn và nó nhẹ đầu hơn một chút. Mình nghĩ với cái thể lực của bạn thì cái cây 88D 2020 nó sẽ chưa được thỏa mãn cái khả năng tấn công của bạn. Chính vì vậy mà bạn hãy thử cây 88D 2018. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Quốc Bảo Vũ. Cây 88D Pro và cây Z Speed S10, cây nào đánh đôi ngon hơn ạ? Thì qua câu hỏi của bạn Quốc Bảo Vũ này thì mình có đôi điều muốn nói tới anh em. Khi mà anh em muốn gửi câu hỏi đến bọn mình tư vấn thì anh em nói càng chi tiết về cái trình độ anh em, cái cây vợt anh em đang chơi, cái mức căng của anh em đang đánh thì chi tiết bao nhiêu thì chúng mình sẽ có cái căn cứ để tư vấn cho anh em tốt hơn. Ví dụ như bạn hỏi, bạn Quốc Bảo Vũ, bạn hỏi câu chung chung như này thì bên mình rất khó có cái căn cứ để tư vấn được tốt nhất cho bạn, bởi vì mình không biết trình độ của bạn đánh như thế nào, bạn đang đánh cây vợt nào, mức căng bao nhiêu cân, từ đó mình không thể biết được cái trình độ của bạn ở mức nào để mình có thể tư vấn được cho bạn tốt nhất. Vì cây 88D 20, cây 88D Pro với cây Z Speed S10 thì nó khá là khác nhau. Bởi vì cây 88D Pro thì thân nó dẻo, nó khá là dễ chơi. Trong khi đó cây Z Speed S10 thì thân nó cứng và nó rất là đầm. Nếu mà tay bạn trung bình thì mình sẽ khuyên bạn nên sử dụng cây 88D Pro. Còn nếu bạn tay bạn tốt hẳn bạn thì bạn nên dùng cây Z Speed S10. Và cả hai cây này thì lối đánh của nó là thiên tấn công ở nửa sau cuối sân sẽ là tốt trong đánh đôi. Còn nếu mà bạn đánh ở phía nửa trên, đánh tấn công nhanh ở nửa trên thì hai cây này nó chưa hợp lý lắm. Câu hỏi cuối cùng trong số hôm nay thì mình chọn để trả lời là của bạn Chí Nhân. Làm sao để ổn định tâm lý khi thi đấu ạ? Câu hỏi này của bạn rất thực tế và nó cũng rất khó để cho mình có thể trả lời của bạn, trả lời bạn một cách chính xác nhất được. Bởi vì cái tâm lý thi đấu với mình nó luôn là con dao hai lưỡi. Lúc mà tâm lý tốt thì các bạn có thể phát huy hơn 100% cái khả năng của chính mình. Còn khi mà tâm lý không tốt thì nó có thể kéo tụt cái tâm lý cũng như là cái khả năng của bạn xuống về vạch zero, vạch không luôn. Các bạn xem Olympic đợt vừa qua thì các bạn xem Olympic Tokyo thì cũng có thể biết được là cái câu chuyện của vận động viên Simone Biles của Mỹ, một vận động viên thể dục dụng cụ. Chính vì cái áp lực tâm lý quá lớn nên là cô ấy đã bỏ hết 5 nội dung không tham dự. Một vận động viên chuyên nghiệp mà họ thi đấu rất nhiều năm với cái bảng thành tích rất là lớn mà họ còn không thể chịu được áp lực như thế thì với những người chơi chúng bình thường như chúng ta thì bảo mà để mà ổn định cho tâm lý thì khá là khó. Có mẫu số chung của những người tâm lý không tốt đó là sợ hãi mất đi một điều gì đó và nghĩ tới những viễn cảnh không hay sau khi việc đó xảy ra. Và lúc đó trong đầu bạn trống rỗng hoặc lo lắng và sẽ không còn là chính mình. Vì vậy mà bạn có thể làm một số việc nhỏ để ổn định tâm lý như sau. Như trước trận đấu thì bạn có thể lắng nghe một bản nhạc yêu thích, tập hít thở sâu, suy nghĩ tới những điều tích cực, những việc mình đã chiến thắng bản thân trước đó và giành được những vinh quang. Còn trong một tình huống cụ thể, ở một trận đấu thì bạn có thể sử dụng một số mẹo nhỏ như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể xin dừng trận đấu để lau mồ hôi, để uống nước hoặc để thay cầu. Trong cái quãng thời gian nghỉ rất là ngắn đấy thì bạn có thể ổn định lại tâm lý của chính mình, cũng như là cái khoảng thời gian đấy sẽ giúp làm giảm hưng phấn của đối thủ của chính mình. Qua đó thì bạn có thể lấy lại được cái thế trận của trận đấu. Mình hy vọng cái câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho bạn. Đó là tất cả những câu hỏi Q&A của số lần này. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy hay và thích những cái video Q&A như thế này thì hãy đặt câu hỏi cho mình vào ở tab cộng đồng vào thứ bảy hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.